10 món đồ xa xỉ nhưng vô dụng nhất trên thế giới. Giấy vệ sinh bằng vàng, kính áp tròn kim cương hay là vòng cổ bằng đá quý cho chó là những món đồ vật thích hợp để trưng bày hơn là sử dụng. Số 1, vòng cổ cho chó 3,2 triệu đô la Mỹ. Vòng cổ Amor Amor dành cho thú cưng này được chế tác bởi công ty Alpdos với vàng trắng 18 carat, bạch kim và da cá sấu. Vấn đề là nếu chú cháu của bạn chạy ra ngoài, chứ có thể nó sẽ bị bắt cóc và bạn sẽ phải chuộc lại nó bằng một khoản tiền rất lớn. Số 2 là giường nổi từ tính 1,6 triệu đô la Mỹ. Nhờ những miếng nam châm, chiếc giường có thể lơ lửng trên không trung, cách mặt đất gần 0,4 m và chịu được sức nặng hơn 907 kg. Dù có thể mang lại cho bạn cảm giác đang được ngủ trên mây, không biết nó có thực sự cải thiện được chất lượng giấc ngủ của bạn hay không. Số 3 là giấy vệ sinh bằng vàng 1,38 triệu đô la Mỹ. Được sản xuất bởi công ty Toilet Paperman ở Australia, cuộn giấy vệ sinh này có 3 lớp giấy được làm bằng vàng, những miếng vàng 22 carat giác mỏng. Dù làm bằng vàng thì cuộn giấy được cho là vẫn đủ tiêu chuẩn an toàn để sử dụng. Nó sẽ được vận chuyển bằng tay tới người tiêu dùng để đảm bảo tình trạng nguyên vẹn của sản phẩm. Nhưng sử dụng cuộn giấy này cũng đồng nghĩa bạn đang ném tiền của mình xuống toilet. Số 4 là bộ cờ vua kim cương 600.000 đô la Mỹ. Nằm trong bộ sưu tập Chocolate Hollander Collection, bộ cờ vua này được gia công từ những viên kim cương đen và trắng với tổng khối lượng lên tới 320 carat và phải mất khoảng 4.500 giờ để hoàn thành. Tuy nhiên nếu sở hữu bộ cờ vua kim cương đắt giá này thì bạn chắc chắn chẳng muốn lôi nó ra để chơi cùng bạn bè đâu. Số 5 là bút nạm kim cương và hồng ngọc, trị giá là 595.000 đô la Mỹ. Ngoài bạch kim và vàng trắng 18 k chiếc bút này còn được nạm thủ công những viên hồng ngọc và kim cương với tổng khối lượng lần lượt là 150 cara và 15 cara. Bạn sẽ chẳng muốn sử dụng chiếc bút này để viết đâu vì sợ rơi. Số 6 là tivi màn hình LCD kim cương Yalot, 130.000 đô la Mỹ. Chiếc TV Yalot có viền ngoài được phủ vàng trắng và nạm các viên kim cương vàng với tổng khối lượng là 20 carat. Dù bề mặt ngoài rất sang trọng, không rõ nó có thực sự hoạt động được như là một cái chiếc TV bình thường hay không. Số 7 là bóng chày kim cương 68.500 đô la Mỹ được chế tạo vào năm 2007 bởi công ty Gestan Nizali Gem Limited từ năm 728 viên kim cương. Quả bóng chày đặc biệt này có hình dạng như là một quả cầu disco nhỏ. Cũng trong năm đó thì quả bóng được trao tặng cho những cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup bóng chày. Tất nhiên thì chẳng ai trong số các cầu thủ ấy muốn ném hay là đánh quả bóng kim cương đắt giá này trên sân đấu. Số 8 là kính áp trồng kim cương trị giá là 15.000 đô la Mỹ. Nạm 18 vi kim cương, cặp kính này thích hợp để trưng bày hơn là đeo vào mắt, vì đeo nó sẽ khiến cho mắt bạn bị tổn thương nghiêm trọng và làm giảm thị lực. Số 9 là Lego bằng vàng, 14.450 đô la Mỹ. Miếng xếp hình Lego này có cùng kích cỡ và hình dạng như là sản phẩm bình thường, tức là 2 x 4 inch. Và điều khác biệt chỉ là nó được làm từ 25,65 gram vàng và 14 carat. Tuy nhiên thì sẽ thật vô ích nếu bạn chỉ sở hữu một miếng xếp hình Lego. Bởi nếu muốn tạo ra một thứ gì đó hay ho, bạn sẽ phải cần nhiều hơn thế. Số 10 là túi đựng trà đến kim cương 14.000 đô la Mỹ. Trà là một thức uống không hề đắt đỏ và ai cũng có thể tự mua cho mình một cốc để thưởng thức hàng ngày. Tuy nhiên nếu thực sự thích trà và túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, thì bạn có thể sẽ thích chiếc túi đựng trà đính kim cương này. Nó được chế tạo ra để kỷ niệm 75 năm thành lập công ty trà BG Tips của Group Bond, làm bằng phương pháp thủ công và được đính 280 viên kim cương. Tất nhiên thì bạn vẫn có thể đựng và pha trà bằng chiếc túi này, nhưng như vậy sẽ làm hỏng vẻ đẹp của những viên kim cương được đính trên đó. Lý của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.